Ursula hôm qua đã tới Brazil để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 63 của khối. Trong tâm nghị sự của hội lần này vẫn là thỏa thuận thương mại được mong chờ từ lâu giữa Liên minh châu Âu và khối thị trường Trung Nam Mỹ đã được xây dựng trong hai thập kỷ qua. Dự đoán thỏa thuận này khó đạt được trong thời gian ngắn do vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính và công nghệ. Chính quyền Pháp thông báo sẽ kiểm tra 10 khách sạn và nhà hàng trên khắp cả nước nhằm hạn chế tình trạng tăng giá trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris vào năm tới. Các chủ doanh nghiệp có thể bị xử phạt nặng nếu vi phạm các quy định về quảng cáo và niêm yết giá, nhất là trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Dự đoán sẽ có khoảng 1.600 người đến thăm và lưu trú trong thành phố Paris trong khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội từ tháng 7 đến tháng 9 năm tới. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Và tiếp nối ngay sau đây chúng ta cùng cập nhật một thông tin thời tiết mới nhất diễn biến trên biển. Trên sàn Hà Nội, khối đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 900.000 đơn vị với tổng
giá trị đạt 39,9 tỷ đồng. Trên sàn Upcom, đối ngoại mua vào đạt gần 500.000 đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, HNX Index tăng lên 233,63 điểm, còn Upcom Index tăng lên 86,31 điểm. Xin chuyển sang hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết. Ngày 15 tháng 12 này, công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh phát hành thêm gần 102 triệu cổ phiếu, giá 12.000 đồng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 6-1, tức là một cổ phiếu được hưởng một quyền và cứ 6 quyền sẽ được mua một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và số cổ phiếu này được phân nếu có. Hội đồng quản trị công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang giao dịch với giá 21.000 đồng một cổ phiếu. Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An mã HAH vừa lên kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Vận tải và xếp dỡ Hải An thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng với số tiền vay không vượt quá 333 tỷ đồng. Mục đích vay là để tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án đóng tàu container thân tàu số HCI-265 thời hạn vay 8 năm. Quản lý quỹ SSI sẽ mua toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Công ty cổ phần City Auto mã CDF lên kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định mức giá.